Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Được thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bà cụ hút thuốc làm cháy viện dưỡng lão Công giáo. Các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo của Ukraine xin cầu nguyện 3 ngày để bảo tồn các giá trị truyền thống của gia đình. Người Công giáo là nhóm chích ngừa đông nhất tại Mỹ. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Đức Thánh Cha nói nhiều người muốn Ngài qua đời. Lời khuyên các linh mục học tiếng Việt Nam. Hôm thứ Tư 21 tháng 9, tạp chí dòng tên La Silvita Catholica, nghĩa là Văn minh Công giáo, đã công bố cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha với các tu sĩ dòng tên người Slovakia. Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, đã tóm tắt lại một vài điểm chính. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ. Đức Thánh Cha Francisco nói với các tu sĩ dòng tên người Slovakia, một số người muốn tôi chết trong bối cảnh sức khỏe có vấn đề. Trong một cuộc gặp riêng với các tu sĩ dòng tên ở Slovakia, vào ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng có những người muốn Ngài chết sau khi Ngài trải qua cuộc phẫu thuật đại tràng vào đầu tháng 7. Trong cuộc gặp gỡ, một linh mục dòng tên đã hỏi Đức Giáo Hoàng rằng tình trạng sức khỏe của Ngài hiện nay ra sao? Ngài trả lời, vẫn còn sống, mặc dù một số người muốn tôi chết. Tôi biết thậm chí có những cuộc họp giữa các giám mục cho rằng tình trạng của Đức Giáo Hoàng nghiêm trọng hơn các tuyên bố chính thức. Họ đang chuẩn bị cho cơ mật viện. Hãy kiên nhẫn đi. Tạ ơn Chúa, tôi vẫn không sao. Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời các câu hỏi của các tu sĩ dòng tên tại một cuộc họp riêng ở thủ đô Bratislava của Slovakia trong chuyến thăm quốc gia này từ ngày 12 đến 15 tháng 9. Đây là chuyến tông du đầu tiên của Ngài kể từ khi nhập viện vào ngày 4 tháng 7 để làm giảm chứng hẹp ruột kết vì viêm chi nang. Ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ bao gồm việc cắt bỏ khối u bên trái, tức là cắt bỏ một bên đại tràng. Sau cuộc phẫu thuật, những tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội và trong các bài đăng trực tuyến. Theo đó, Đức Giáo Hoàng Francisco có thể sớm từ chức, một phần dựa trên những tuyên bố không có cơ sở khác rằng có thể Đức Giáo Hoàng đang mắc những căn bệnh thoái hóa và mãn tính. Văn bản về cuộc gặp riêng ngày 12 tháng 9 giữa Đức Giáo Hoàng với các tu sĩ dòng tên ở Slovakia đã được tạp chí dòng tên La Silvita Catholica, nghĩa là Văn minh Công giáo, xuất bản vào ngày 21 tháng 9. Trong cuộc gặp gỡ, một linh mục đã nói với Đức Giáo Hoàng Francisco về căng thẳng trong giáo hội Công giáo ở Slovakia. Vị linh mục nói rằng một số người coi Đức Francisco là dị giáo, trong khi những người khác lý tưởng hóa Ngài. Các tu sĩ dòng tên chúng tôi cố gắng vượt qua sự chia rẽ này, vị linh mục nói và hỏi, làm thế nào Đức Thánh Cha đối phó với những người nhìn Ngài với vẻ nghi ngờ? Đức Thánh Cha Francisco lưu ý rằng, có một kênh truyền hình Công giáo lớn đã không ngần ngại nói xấu Đức Giáo Hoàng. Cá nhân tôi xứng đáng bị tấn công và lăng mạ bởi vì tôi là một người tội lỗi, nhưng giáo hội không xứng đáng bị như thế. Chúng là tác phẩm của ma quỷ. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng cũng có những giáo sĩ đã đưa ra những nhận xét khó chịu về tôi. Tôi đôi khi mất kiên nhẫn, đặc biệt là khi họ đưa ra những phán xét mà không đi vào cuộc đối thoại thực sự. Tôi không thể làm bất cứ điều gì ở đó. Tuy nhiên tôi tiếp tục mà không bước vào thế giới những ý tưởng và những sự tưởng tượng của họ. Tôi không muốn nhập vào đó. Và đó là lý do tại sao tôi thích giảng hơn, cứ tiếp tục giảng. Một số người buộc tội tôi không nói về sự thánh thiện. Họ nói rằng tôi luôn nói về các vấn đề xã hội và rằng tôi là một người cộng sản.
Tuy nhiên tôi đã viết toàn bộ một tông huấn về sự thánh thiện, Gaudete et Exultate, vui mừng và hân hoan. Đức Giáo Hoàng sau đó đề cập đến những hạn chế gần đây nhất của Ngài đối với việc cử hành thánh lễ Latin truyền thống được thực hiện trong tự sắc Traditionis Custodis ngày 16 tháng 7. Bây giờ tôi hy vọng rằng với quyết định ngăn chặn khả năng tự động cử hành các nghi thức cổ xưa, chúng ta có thể trở lại với ý định thực sự của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Kể từ bây giờ, những ai muốn cử hành theo nghi thức Vetus Ordo, tức là thánh lễ Latin truyền thống, thì phải xin phép Roma như được thực hiện với trường hợp lưỡng nghi. Lưỡng nghi tiếng Anh là Spiritualism, là đặc quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn của một linh mục cho phép Ngài cử hành phụng vụ và ban phát các bí tích trong cả nghi thức Latin và một trong các nghi thức Đông Phương. Đức Thánh Cha Francisco cho biết có các báo cáo rằng một số linh mục trẻ đã xin phép Đức Giám mục của họ để dâng thánh lễ Latin truyền thống một tháng sau khi được thụ phong, và mô tả đó là một hiện tượng cho thấy chúng ta đang đi lùi lại. Trong một phần trước của cuộc họp, Đức Francisco đã than thở về một tư tưởng đi lùi lại mà Ngài nói không phải là một vấn đề phổ biến trong giáo hội nhưng đã ảnh hưởng đến một số quốc gia. Sự cám dỗ để đi lùi lại chúng ta đang phải chịu ngày hôm nay trong giáo hội. Đức Francisco kể lại một giai thoại được một vị hồng y kể lại cho Ngài nghe về hai linh mục mới thụ phong của Ngài đã xin phép học tiếng Latin để có thể cử hành thánh lễ cho tốt đẹp. Theo Đức Giáo Hoàng, vị hồng y trả lời với một khiếu hài hước. Ngài nói với các linh mục, nhưng có rất nhiều người gốc Tây Ban Nha trong giáo phận, hãy học tiếng Tây Ban Nha để có thể thuyết giảng. Sau đó khi các cha đã học được tiếng Tây Ban Nha, hãy quay lại với tôi và tôi sẽ cho các cha biết có bao nhiêu người Việt Nam trong giáo phận, và tôi sẽ yêu cầu các cha học tiếng Việt. Sau đó khi các cha đã học được tiếng Việt, tôi sẽ cho phép các cha học tiếng Latin. Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng vị hồng y đã làm cho các linh mục đáp xuống. Ngài đã khiến các vị trở lại trái đất. Tôi tiếp tục tiến bước, không phải vì tôi muốn bắt đầu một cuộc cách mạng. Tôi làm những gì tôi cảm thấy phải làm, cần rất nhiều kiên nhẫn, cầu nguyện và rất nhiều lòng bác ái. Bà cụ hút thuốc làm cháy viện dưỡng lão Công giáo. Bản tin ngày 16 tháng 9 của Sở Cứu hỏa Baltimore cho biết một người phụ nữ 65 tuổi được báo cáo đã sống sót sau những vết thương nghiêm trọng trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 15 tháng 9 tại viện dưỡng lão Thánh Luca. Đó là một cộng đồng nhà ở cao cấp do tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận Baltimore điều hành. Ba bệnh nhân khác bị thương không nguy hiểm đến tính mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu nhà 2800 của Lodge Farm. Cư dân từ 9 căn hộ đã được di dời. Các nhà điều tra phòng cháy chữa cháy của cảnh sát Baltimore đã xác định rằng vụ cháy là do tình cờ. Đám cháy bắt đầu khi nạn nhân, một bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng, đang hút thuốc trên ghế sofa trong khi sử dụng bình dưỡng khí. Một ngọn lửa bùng cháy và theo đường ống oxy, thiêu rụi bệnh nhân và làm cháy chiếc ghế dài nơi bà đang ngồi. Cha Gregory Rabisara, cha phó giáo xứ Đức Mẹ là lẽ cậy trong ở Dundalk và Thánh Luca ở Edgemere, đã đến thăm bệnh nhân bị thương nặng tại Trung tâm Y tế Johns Hopkins Bayview, nơi Ngài là tuyên úy. Cuối ngày hôm đó, Ngài cử hành một buổi lễ cầu nguyện cho cư dân trong bãi đậu xe của Viện Dưỡng Lão Thánh Luca. Khoảng 20 người đã có mặt. Chuông báo cháy vang lên lúc 10 giờ 25. Đám cháy được dập tắt ngay bằng hệ thống phun nước và vào ngày xảy ra hỏa hoạn. Cha Ross Conklin, cha sở giáo xứ Đức Mẹ là lẽ kể trong ở Dundalk và giáo xứ Thánh Luca, được bước vào phòng đa năng tại Viện Dưỡng Lão để cử hành thánh lễ 11 giờ sáng, thì bất thình lình Ngài thấy nước xịt mạnh xuống từ trần nhà. Sau khi đám cháy xảy ra, toàn bộ cư dân trong các tòa nhà đã được sơ tán, khoảng 100 người.
họ được đưa đến Hosanna House, một cơ sở bác ái công giáo phục vụ phụ nữ vô gia cư, để giữ họ an toàn và tránh xa cái nóng trong một ngày nắng gắt. Các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo của Ukraine xin cầu nguyện 3 ngày để bảo tồn các giá trị truyền thống của gia đình. Bức thư của các nhà lãnh đạo tôn giáo Ukraine nói rằng chính xác là trong trái tim của một gia đình mà mọi người có tự do hay không. Gia đình là nơi mà trong những thời kỳ khó khăn nhất, dưới ách các chế độ chuyên chế và toàn trị, bản sắc dân tộc vẫn được bảo tồn. Trong thế giới đương đại, một gia đình với tư cách là một thể chế đang phải trải qua những cuộc tấn công to lớn của các ý thức hệ về giới tính thuộc loại độc tài. Đó là những ý thức hệ làm suy yếu chính sự tồn tại của gia đình, giảm thiểu ý thức và giá trị của nó, đánh vào cốt lõi của việc tôn trọng phẩm giá con người và chính con người từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Những thách thức toàn cầu này ở Ukraine là một hình thức tấn công có hệ thống nhằm vào việc phá hủy các giá trị truyền thống và cội nguồn của đạo đức. Tất cả chúng ta đều đã chứng kiến cách mà các giá trị gia đình được trân trọng trong nhiều thế kỷ đã dễ dàng bị đầu độc bởi các giọng điệu ma quỷ, bị phỉ báng đầy thành kiến, mà theo các nhà tư tưởng học mới này, chúng ta phải loại bỏ. Ở các thành phố xung quanh Ukraine, các vụ khiêu khích công khai chống lại đạo đức xã hội ngày càng trở nên thường xuyên hơn, mà rất có thể là một phần của sự hủy hoại có hệ thống đối với sức khỏe đạo đức của quốc gia chúng ta, tuyên bố viết. Các nhà lãnh đạo tôn giáo yêu cầu các tín hữu thận trọng dừng thực hiện bất kỳ hành động bạo lực nào trước những lời khiêu khích và thúc giục họ là các công dân tuân thủ pháp luật ở một quốc gia tự do và cầu nguyện ủng hộ các giá trị gia đình trong 3 ngày. Người Công giáo là nhóm chích ngừa đông nhất tại Mỹ. Hơn một năm rưỡi kể từ khi bùng phát coronavirus, phần lớn người Mỹ tiếp tục coi coronavirus là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế Hoa Kỳ, và bất chấp những nỗ lực tiêm chủng rộng rãi. 54% người Mỹ trưởng thành nói rằng điều tồi tệ nhất của đợt bùng phát vẫn sẽ xảy đến. Biểu đồ cho thấy đa số cho rằng các hạn chế về hoạt động đã làm tổn hại đến các doanh nghiệp, hạn chế lối sống của người dân. Nhưng xét về các lợi ích sức khỏe cộng đồng, nhiều người coi là giá xứng đáng phải trả. Những hạn chế đối với các hoạt động công cộng để làm chậm sự lây lan của coronavirus được cảm nhận sâu sắc giữa các nhóm. Đa số cho rằng các biện pháp hạn chế đã làm tổn hại rất nhiều đến các doanh nghiệp và hoạt động kinh tế và khiến mọi người không thể sống cuộc sống của họ theo cách họ muốn. Một số nói rằng những hạn chế này đã giúp ít nhất một số người ngăn ngừa được các trường hợp nhập viện và tử vong do coronavirus và làm chậm sự lây lan của virus. Khi được yêu cầu đưa ra một đánh giá tổng thể, những người Mỹ có đầu óc trung dung xem lợi ích sức khỏe cộng đồng của những hạn chế này là đáng giá. Một cuộc khảo sát quốc gia mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 trong số 10.348 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, trước khi ông Joe Biden tuyên bố bắt buộc sử dụng vaccine COVID-19, cho thấy 73% trong số những người từ 18 tuổi trở lên nói rằng họ đã nhận ít nhất một liều vaccine COVID-19. Khoảng 1/4 người lớn tại Mỹ, cụ thể là 26%, nói rằng họ chưa tiêm vaccine. Trung tâm nghiên cứu Pew cũng cho biết người Công giáo là nhóm có tỷ lệ chích ngừa đông nhất tại Mỹ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.